Bởi tôi nói đậu đó nó có mềm không này? Hả? Chưa từng nấu mà. Cái gì cô? Cái đậu đó không biết cô nấu đâu, cái đóng người ta đem thì tôi bỏ tủ lạnh chơi vậy, biểu có bánh bỏ vô gói thì không giống ai hay sao? Đậu gì cũng không biết đậu gì nữa, tại tôi trời còn có trên coi thôi mệt quá. Con hỏi thầy cái ông Đề Bà Đạt Ma phải không, cái ông lại Đề Bà Đạt Đa, Đề Bà Đạt Đa, Đề Bà Đạt Đa. Còn ở trong sân Pháp Gia là gì? Thì ổng cái gì? Không, cái ông mà hải Phật là thì ổng đó. Cũng là ổng. Có khi nó tắt lại đó. Đề Bà cũng là ổng đó. Thật ra đó thì ổng là thể hiện, nếu nói về về điều thể hiện, nhưng mà bên Nam Truyền họ không chấp nhận. Họ nói rằng là bởi cho nên nó lộn xộn tới bây giờ nè. Tới bây giờ hai cái chữ Phật tánh á, mà nhiều vị bên Nam Truyền hay là nhiều vị mà có mang cái tư tưởng cục bộ không có chịu chữ Phật tánh, mà nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, họ không chịu. Bởi vì họ quan niệm rằng là nó phải có này có kia, mà trong khi nếu có này kia thì còn gì cái tâm bình đẳng nữa, biết không? Nhờ khi mà Phật giáo Đại Thừa đưa ra tư tưởng đó, nó sâu sắc lắm á, nhưng mà người ta không chấp nhận. Thí dụ nên nếu nói vậy tất cả chúng sanh đều Phật tánh thì con chó cũng có Phật tánh, chim gà tất cứ chúng sanh là có Phật tánh, hữu tình vô tình đều có Phật tánh. Thì như vậy thì những người làm ác họ cho rằng vậy tới một ngày nào đó họ cũng thành Phật sao, thì đúng. Nếu làm ác một ngày đó họ biết quay đầu, họ chấp nhận, họ trả hết cái quả của họ rồi đó thì họ cũng được thành Phật vậy. Nhưng mà kiểu như cái tư tưởng gọi là kiến chấp á, nó không chịu. Nó không chịu là tại vì nó là phải giống như vậy là còn tâm ác đó mà họ không chịu. Mai là Đức Phật nói rõ đó. Thí dụ như Đề Bạt Đạt Đa tới sau khi ăn năn hối ngộ rồi, quay đầu rồi là cũng phụng thờ bao nhiêu vua trăm ngàn muôn Đức Phật, hành biết bao nhiêu đạo Bồ Tát xong rồi cũng thành Phật, hiểu là Thiên Vương Như Lai đó. Bởi vì tất cả chúng sanh nó đều có quyến thuộc hết á. Đề Bà Đạt Đa ổng có quyến thuộc ổng, thì khi ổng quay đầu thì tất cả quyến thuộc đều quay đầu. Thì khi quay đầu vậy thì bắt đầu tạo cái công đức lành, thì coi như là đủ phước đủ vô trí thì cũng thành Phật như ai vậy thôi. Nhưng mà ngược lại thì tư tưởng của nguyên thủy của kiến chấp thì không chấp nhận, rồi nó là ngũ nghịch tội thì không, rồi gọi là nhất xiển đề đó. Nhất xiển đề là không thành Phật được. Ăn đi mấy con dưa gan sao trồng đó. Nó mới thơm bác nghe con tay một. Nó thơm, ăn đi, ăn ngượng miếng nó thơm. Nó thơm bát ngát kìa, nó thơm thấy không? Tôi để tôi hửi hôm nay tôi chân thơm lắm chứ mà Phật. Ở nhà thầy kêu xử cái gì chứ nó xử liền. Bởi vì cái tổ chức xứng đề là không thành Phật được. Nhưng mà ngược lại tinh thần Đại Thừa thì vẫn thành Phật. Nhưng mà khi nào thành? Các vị nhớ cho đó, khi nào thành? Khi nào mà biết ăn năn, biết hối cải, biết làm bao nhiêu điều đủ đầy cái phước báo rồi thì thành cái chuyện đó, mà không có hẹn ngày giờ. Yeah. Ừ, không? Kiểu như con chó cũng thành Phật, mà chừng nào thành. Cái gì cái nó phải chừng nào mà nó hết cái tội nó trở thành một con người. Rồi một con người đó biết tu hành rồi cũng phải trải qua bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp, bao nhiêu tháng ngày mới thành Phật. Cái tự nhiên lên chó tự nhiên giờ nó cho nó lại Phật, cái tập cho nó lại Phật, cái nó gấu gấu á với đại Phật gì đó, nó nói được cái thành Phật là cái điều đó không có. Nói vậy là phi nhân quả. Trời, con người mình tu gần chết lại Phật hàng ngày đó mà dạ muốn thành Phật đâu mà chuyện dễ đâu, mà huống gì con chó mà tự nhiên hay là con chim lọt lưỡi nó cái nó á với đại Phật. Hai giờ Phật cái đó hồ chim này nó có Phật tánh, nó gần thành Phật là không có. Cho nên thành Phật đâu phải dễ nè. Tôi nói hoài là trải qua thập tính nè, thập trụ nè, thập hạnh nè, thập hồi hướng nè, là chưa kể các thập nguyện đó nghe, là 40 nghe. Rồi thập địa nè là 50 nghe. Rồi đẳng giác và diệu giác là 52.
trải qua 52 cái đó là mới thành Phật đó. Đó là bây giờ mấy cô thấy thật, mình thập tính đó là 10 cái lòng tin, mà sao mà từ tính tâm sâu sắc đối với đạo pháp, đối với tam bảo, đối với thế giới chúng sanh này mình tính nổi chưa? Hay là mình tối mình gặp ai cũng nghi ngờ, gặp ai cũng kiếm chuyện, gặp ai mình cũng cao có, cho sao tính được? Tính là khi nào là tính lòng tin á, là mình tin Phật đã đành rồi, mà tin tất cả chúng sanh là Phật nữa đó, tính nổi chưa? Hay là mình còn phân biệt, bà đó thế này, chị kia thế nọ, anh kia vậy, anh nọ khác, nói cho trời thành Phật còn phí á. Bây giờ mình yêu cầu tu sao mà giữ cho được cái thân người để tu tiếp á, là quý rồi đó. Bây giờ ngoài đời, ví dụ như cụ Mai thì giữ cho tròn năm giới, sư cô Tịnh Minh thì giữ cho tròn thập giới, thấy không? Đó, mà không bây giờ tròn thì biểu sao tròn, yêu cầu nó 64 thôi. Ví dụ 10 giới giữ cho tròn 6 giới trước đi, cái đã có nghĩa là nó hơn phân nửa đi, là chắc chắn là không có mất cái nhân làm người, không có mất cái giới pháp thì sẽ gặp Phật pháp nữa. Giờ trong năm giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, uống rượu. Bây giờ nói chứ giờ hỏi cụ Mai chứ còn nói dối không? Có khi cũng phải phương tiện chứ, phải không? Ví dụ như ông vậy, còn nuôi ông vậy, còn vậy thì có khi cũng phải nói dối, không hại cũng phải nói chứ. Giờ cụ đi mà cụ về cụ nói thiệt quá thì ông sao mà quan hỷ hay là vui vẻ? Có khi cũng nói rồi đi chùa với thầy dễ thương dễ kính lắm. Chứ cụ mà cụ chơi đem với cái mạng ra ngày nay nói trời ơi giờ nó trên mạng nó quýnh tùm lum, nó nói thầy này kia nọ vậy, cụ thấy sao? Còn qua rồi phải nín gì nín đẹp chưa thấy không? Không dám nói cái chuyện gì hết trơn á, mà sáng nào ông cũng hỏi chứ có gì không mà có dám nói đâu. Cũng phải nói nó đẹp lắm cụ, mọi việc tốt lành, hay là nói một cái gì tốt nói chứ. Nó chắc lắm, ví dụ như của ổng thì phiền tối cái vụ mà lên công giáo đó, thấy không? Thì con nói thì thầy dụ như vậy, thầy thấy công giáo nó đánh phá, thầy nó nói Chúa sai thầy Minh Tuệ xuống để phá mấy ông thầy, ý đó vậy. Mấy ông cha nói, mấy ông cha nói vậy thì thầy phiền não, thầy nói gì đó cái thầy tùng gì đó, ổng bắt lỗi hoài. Ổng nói thầy tu gì thầy nói lỗ mãn, tức là thầy sùng quá. Thầy nói tôi có đánh phá cái gì không, nói như thầy nói vậy. Không có đạo Phật, đâu có đụng chạm. Mà mấy ông nhào cho mấy ông nói vậy đó thì tại sao Chúa xuống giáng xuống phá nói đạo Phật vậy? Mà mấy ông nội tôi trời gọi là mấy người cha già ăn bơ thừa sữa cặn chứ ai nói. Vậy cái ảnh cũng nói, ổng nói thầy nói, tôi nói thầy nói gì vậy nè? Anh thấy không, Thiên Chúa đạo Thiên Chúa nó phá vậy. Thì thầy nói vậy có sai gì đâu mà ổng cứ nói thầy nói vậy. Thầy tu không được nói nặng nề, ông rất cười lắm, thôi kệ ông già. Có nhiều lúc á cũng phải, cái bây giờ nói nè, bây giờ mấy cô nghĩ là bởi cứ mượn cái cớ là người tu hiền, không có sân si, vậy chứ là vậy là Quan Âm thị hiện làm tiêu diệt đại sĩ đó là sao? Rồi ngày Thế Chí phải thị hiện làm mà coi như làm ông gọi là ông hộ pháp là sao? Nói là Quan Âm Thế Chí hiện với ai, hoặc là Quan Âm Di Đà hiện với ai? Nghĩ có ai mà tới với ông hiền đại bi vậy mà giờ vì cái đám gì thống đỉnh của hồ mà phải khẹt ra lửa, phải mọc nanh ra, phải coi như là mắt trần ra, đầu phải rinh ba ngọn núi mà đội lên đó, đầu đội đầu đới Tam Sơn Kinh Địa Động đó, khẩu trung phúng quả quỷ thần khinh đó. Nếu mà không làm gì quỷ thần đâu có sợ. Có nhiều khi cũng phải phương tiện chửi chứ. Ủa có trái dưa mà còn nó như đó nữa hả? Thôi mở bà bóc miếng đi, bóc luôn thì gió vô. Không tôi không ăn. Cứ gì tự nhiên để nào ăn. Ăn là tôi ăn nguyên trái ăn miếng nè. Nó chơi trên ăn trái dưa kia rồi. Có nhiều khi nó phải phương tiện. Biết rằng nói nặng nề thì cái trò biết chứ, nhiều khi giảng rồi ngồi nghe là sao mình nói nặng quá vậy, nhưng mà nó đau quá đi. Thì tự... con nói là bởi vì ta ấy là thầy phải vì thấy thầy nói vậy thì cho thầy đau thì hỏi thầy. Cái gì? Đây. Cái tủ lạnh trống lỏng dưới đây đó. Cái đó để dưới cái ngoài đi, họ định hấp luôn cho cậu.
cái nhân cho cô chịu ác nghiệp đó chứ gì. Đó rồi để mà không mặn, bánh mặn cho cô giác ngọc của Đạt. Đó là cô chi gói. Thì không biết nhưng mà đó là nãy giờ bánh mặn không đó. Ủa dừa dừa chứ nặng gì đó là. Thì lại gói cho ông cụ ông đòn chứ. Thôi thôi đừng đừng. Bây giờ ông thấy bánh mặn ông chết. Rồi cái cho thầy giáo một lần nhậu vậy. Thầy thôi, ông không chịu đâu. Con nói cái gì hoặc dư cho học trò ăn. Đó thành ra bây giờ người ta đặt. Mà vì cái sự sống giờ nếu nó chấp giới quá hay sao. Giờ kẹt ta muốn gì như Tết á. Mà nếu mà gói bánh chay không bán phải mua hết á. Năm rồi 3.000 đòn mà ta mua chưa được 300 đòn chay. Trời ơi có 1/10. 1/10 mà không hết nữa. Đem về 9-10 đòn. Mà bỏ các chợ đó nghe, chứ phải bỏ một chợ đâu. Còn trong khi 3.000 đòn mà 2.700 bánh mặn rồi. Rồi giờ vì phương tiện cuộc sống chứ nó sao. Rồi mình không làm ta cũng làm. Mà mình không có cắt cổ nhổ lông thì thôi. Này ta làm sẵn thịt đông không à. Đó cho nên giờ gì đó thừa cô chi gánh hết. Ăn tương ăn thua cái tâm rồi mẹ ơi. Mình thôi. Chứ bây giờ chấp với nó ở chùa mà. Ở chung nhà con cháu. Mình nấu đồ ăn thế mình không đem với. Mình đem với. Cho nên có một tử nó mới ngày qua Cali nó điện qua nó hỏi. Rồi trả lời nó một câu thôi. Nó nói con nó xa con lại con lại thầy chứ. Thầy sao dễ quá. Tự nhiên nó có nó về Việt Nam nó cưới vợ. Mới rước vợ qua đường tình. Hồi đó thì nó ăn chay. Nó ăn chay 3 năm nay rồi nó tập ăn chay 3 năm. Không trộn ăn đâu nha. Để mỗi người bóc miếng ăn lấy vị công tôi trồng là tôi vui rồi. Tôi ăn rồi. Thường thường trồng cái trái đó luôn. Hồi năm rồi là trồng dữ lắm mà năm nay sao trái nó mắc trứng gì nó không có chứ năm rồi. Năm rồi trồng nhiều lắm. Dạ, cảm ơn nhiều. Để là năm nay tại vì biết sao không nên là năm nay tại vì năm nay biết sao không năm nay vì cái đất nó không có cái này là phải thoáng thì nó bò nó mới ra trái còn bây giờ mình trồng ở dưới cái vàng mướp ở cụa trên thì mướp nó hưởng hết ở dưới vàng bí đa với vàng bầu còn nó lộn muối rồi. Chị bỏ vô dĩa chị rửa lại. Đây nè, cô. Cái nó điện qua. Nó nói bây giờ thầy. Bây giờ con báo thầy là con vợ con lãnh nó qua rồi. Hai vợ chồng. Về Việt Nam lãnh nó qua rồi. Mà bây giờ á. Nó qua thì nó được lòng cha mẹ con. Nấu ăn cho cha mẹ con chịu lắm. À tôi nói à tôi chúc mừng. Nhưng mà giờ có một chuyện, giờ con nhờ thầy tư vấn giùm con, thầy dạ thôi chuyện gì. Cái nó nói bây giờ kẹt là mấy năm nay con ăn chay. Mà bây giờ vợ của nó qua là cố tình cứ vợ nó lo cho cha mẹ là chính là cha mẹ già. Giờ bây giờ con sao thầy? Thế thầy thấy giờ con ăn sao, bây giờ vợ con nấu hai thứ thì nó nấu không nổi. Bây giờ ở Mỹ mà nấu cơm rồi đi làm nữa. À, tôi nói cái hay nhất của vợ ông ăn mặn được không? Nó nói được. Thì tôi nói thôi tốt hết thì thôi. Ông tùy duyên đi. Bây giờ đây đâu có sát sanh đâu. Vậy cho nó thuận vợ thuận chồng. Còn người ta sợ gì người ta ăn chay là tại vì người ta đã tiệt dục này kia nọ vậy đó. Hoặc là ta ăn không được. Còn bây giờ anh Mỹ nói cho nó trời con nói gì lại thầy. Vậy mà con hỏi mấy thầy nó phải ăn chay. Tôi nói vậy đó là dạy sai. Phật đâu bắt buộc gì đâu. Bây giờ có vợ có chồng rồi thôi bây giờ tội nghiệp ông vợ mình nó qua nó nấu nó lo cho cha mẹ tuổi già mà nó lo cho mình nữa rồi bữa nào nó lo không nổi rồi vợ chồng bất hòa nữa không hạnh phúc nữa tội thiên mình thấy không tôi nói thẳng à nó nói con tin thầy là pháp sư thì nói con nghe còn mấy ông thầy kia không qua là pháp sư là tôi có tội tôi chịu chứ bởi cho nên mấy thầy mà chấp dạy mà không biết chọn cái cách dạy đưa cái tôi bỏ tiếp vô chấp là vô tình hại người ta chứ đâu phải mà thương người ta đâu bây giờ mà biểu nó ăn chay cái là con vợ nó nổ quạo nó lên hỏi cha thầy chùa nào suối anh vậy là đó cái đầu nó quạo wow, thì nó bất mãn tiên phải không không tôi làm tôi nhớ tại mấy cô không để ý thôi lúc nào tôi cái hậu đường tôi nó cũng rõ ràng tôi làm rõ đó không bao giờ lộ mà tại mấy cô không có làm tôi không để ý bởi vì cái hậu muối á
đâu bao giờ mà ăn nhiều, thì đâu bao giờ mà để hủ muối cái lớn cái hủ đường. Còn hủ đường đó là lúc nào ăn nhiều hơn muối, đợi chút vậy thôi là cũng là cái định á. Không sao, nhưng mà nhớ ở nhà mấy cô không cần ghi gì hết trơn, mà nhớ rằng đường lúc nào ăn nhiều hơn muối. Đúng rồi vậy mà. Ừ. Tại vì mình chưa quen là ra mình dạ không sao hết, không gì hết. Ừ. Cái gì cũng phải không biết là từ từ biết mà. Dạ cái này đường rồi, con nét con nét rồi, nãy con nét con nét. Thì cho đậu vô ăn. Cái này để con ăn quả muối rồi, con gắt rồi. Đâu được vậy nó mặn chết cô. Ăn rửa chị. Rửa. Rửa nó chèm nhẹt ha. Đâu chèm nhẹt. Ăn rồi, ăn rồi. Ăn rồi lên máu mất công nữa. Bao nhiêu muối cho con nát để vô. Chị phun á, con nước xuống rồi. Nó lấy cái tay ấy chú. Nếu bây giờ nói chấp nè. Bây giờ tao ngồi tao làm cho mấy kệ gì chút xíu nói chuyện đạo trên mà áo thun như là chấp nè. Nếu mà là sai đó, nhưng mà hỏi cô tôi làm thấy tôi thay hai áo thun rồi đó. Mà thấy hai áo rồi đó nghe chứ phải áo nào thứ ba nè. Chứ làm đất rồi nó nóng quá rồi mũi cắn rồi nó dơ rồi lủi vô cái máy lạnh là ta nhổ cỏ nè, tôi nay ra coi cỏ nó sạch rồi. Mà cái cây táo nha, nó gai ông nội mọc tới đâu gai tới đó à. Nó gai quá trời mà nó mọc tùm lum, nó chĩa cái rễ tới đâu là nó mọc cây tới đó. Công nhận là cái táo tàu chua vô gai nó cắn nó đâm. Nên chứ mấy cô quan hệ chứ đúng ra mà ngồi nói như vậy mà mặc áo như vậy là sai luật rồi nè. Mà giờ cái thằng nó nóng gần chết rồi làm sao. Rồi đi chợ nghe nó đi chợ nhiều khi đi mua đồ cho mấy chị mà không lẽ bảo dài đi lại đi mua đồ. Mấy cái món đồ mặn cho mấy ông giờ mình đi làm phải phương tiện chứ làm sao. Nhiều khi là nói thẳng nghe, tôi ăn là tôi đi mua cho mấy ông già nghe. Sư cô ăn mía đi sư cô. Cái tấm lòng tôi trồng ăn nó mát lắm á. Ủa sao không bày cho sư cô đâu rồi? Đây nè, có để đây mà. Tôi nói con, mời được đâu, con biết quá, thấy chưa? Thì nó rơi là con. Rồi nghĩa là đưa mấy cuốn nữa cho đủ. Để cô ở đây. Đó này, lấy này ra, đó là đủ, đó dư sức rồi. Thế cũng ăn luôn, tôi chiên thử ăn. À, về cái khi có khách cái mình cũng có. Dạ đó. Ngon không? Ngon không? Ngon. Nhưng mà có miếng muối ngon quá hả? Không, chị sang cái đĩa muối đó làm cái dưới. Sang cái dĩa kia rồi đó. Vậy hả? Mà sao nó còn mặn quá. Nó vừa mặn nó vừa mấy á, cô để muối mà hủ đường thì biết mà. Nó vừa mặn nó vừa ngọt. Bảo đảm được không? Bảo đảm đây được à. Mà đừng hết. Ngon quá, cái gì đâu ngon quá. Ngon vừa mỡ một con à. Không biết luôn á. Con có ăn vô lắm người ta này. Trời ơi, ăn cái này là nhớ ngon. Cái gì mà nó mê cái này, nó nổi ngày nào cũng vậy. Cái này mà trời cái cả cái lắm. Ăn cũng vô. Cái này là hàng nhà chồng nữa là thơm hơn là cái hàng chợ. Ăn gì? Dưa nó mát, ăn nó mát, dưa gan nó mát. Mà nó nước không à. Trời ơi, mấy năm trở về cái nhà rồi trồng nó trái bự, nhiều trái lắm. Qua đây là đất nông tốt. Cái dưa gan là thầy, tôi đi trồng đầu năm rồi xong rồi giờ này có trái không thầy? Đâu có, nó quay ấm mới có. Ơi quá. Còn quá trời hộp kìa. Dạ. Năm tới tôi gieo cho mấy cô trồng. Tại tôi không có đất, đất hết đất rồi. Cô phải có đất, nó mới bò, nó mới sống. Còn tôi nghĩ ở trên là tôi trồng bầu, ở dưới nó sao nó sống nổi. Cái cọng của nó bằng cái tâm hà. Cho nên nó hứng ở trên, trên. Mà ngộ cái thứ bầu đó nha. Nó bò tới đâu là cỏ nó rộp tới đó nha. Là sao cỏ nó dữ lắm.
nó rợp tới đó là nó hút hết cỏ lên không nổi đó. Nghĩa là nó sẽ hết. Dạ. Chứ con cũng trồng được một cái dây dưa lưới này, được 2 trái, lớn lớn, ăn như xíu anh, dưa lưới là như vậy, như đang lưới bên ngoài cô, như trong cái tay cái giọt cái thịt hồng hồng đó. Cái lớp. Con làm cái trái này, trồng nó quá ngon luôn, để hộp trồng, trồng, lúc nó lên vô, ngon lắm. Hết chưa? Chưa có, không biết sao mà mình gặp nhà mình vừa mới hái vô, nó còn giòn nữa ngọt. Rồi xong rồi cứ thấy ăn khỏi cần trái, còn là không mắc hơn trái. Đâu có được nhiều đâu, được mấy cái bông thôi. Ủa, cái nồi đó, người ta nói chiên không cần dầu đó. Cách sao mà biết bấm lấy là lấy thử cái chả giò bỏ gan coi. Thầy có không? Chứ đó. Mua quay không được thầy này. Ở đây á. Dạ. Để vô bấm thôi. Nhưng mà phải quét dầu nó mới chứ hả? Đúng đúng, đúng. Không, quét gì? Quét nó mới ngon. Không, không. Đâu làm thử coi, tôi không biết làm, tôi lấy hôm nay. Thấy con dầu nó mua, mua cơm vậy, nó chỉ để cái gì đó. Như là nước nước vậy, cô, không có gì không? Làm chú phải ăn, chú ăn cái ngay là ngọt, nó lợi lợi nó ăn không? Ừ, nó khó ăn. Bữa nay cô này chế chịu mới. Ở nhà mà đừng nói, trời ơi chắc nhỏ em chồng tôi nó bỏ muối vô chứ tôi làm tôi bỏ muối mà. Thấy anh Mỹ sao mấy tuổi mà có trẻ quá này ha. Dạ. Yeah. Thầy hôm qua thầy còn nói con ơi bằng tuổi thì ngon quá kìa. Thì ngon 20 tuổi. 71 rồi. Rồi 72. Vợ thầy chắc còn hơi trẻ hả? Bài cổ chắc cũng ngoài 60 chứ không vừa đâu. Năm đâu chưa tới. Ủa vậy? Dạ. Không, tại con có hăm mấy là cô nói vậy. Cổ năm mấy à? Vậy hả? Không có chưa cho bằng 6 đâu. Nhưng mà ở Mỹ thì ngộ không dám. Không có hỏi tuổi hả? Kỳ. Kỳ nhất là hỏi tuổi gì là hỏi luôn. Trời ơi, con thấy đâu con ngồi ai muốn hỏi con nói liền. Không biết. Tại mình còn theo cái kiểu người, mình theo kiểu người Việt Nam. Nhưng mà người Mỹ á, nó ghét nhất hai cái đó cho nên trời thì khi gặp mình muốn hỏi mà không dám hỏi. Tại vì nó né, đúng rồi, không có mình nói thôi. Đâu thử bỏ trái giò vô coi cô. Cái này chưa làm bao giờ. Chưa làm bao giờ hả? Đâu có đâu. Nhưng mà giờ đứa kia làm sao làm kịp chuyện này. Bỏ cỏ, tôi thử cái này coi. Không, bây giờ lấy dầu quét hả? Dạ, thầy lấy dầu có cái cọ không? Quét sơ sơ lên. Có, con để lại nước ăn đi. À, để lại không cũng được. Nếu có dầu thì vô thì nó mất một chút. Nhưng mà rồi cũng y như bánh mì vậy đó hả? Dạ. Để mấy cái để mình xong. Thế gì nó nở rộng? Dạ. Nó ít dầu mỡ. Thì có bấm chỗ nào không? Không bấm chứ, chứ bấm chỗ ngay. Thôi cô gần biết rồi. Cái vấn đề không phải con có xài cái bếp này. Cái nhà bếp khác. Không biết cái sử dụng. Thì bà chưa gì cắn vô lại đi. Tao kêu chị coi cái chữ rồi chị. Chữ gì tôi có thấy đường đâu. Thầy gặp tôi là thầy không thấy đường nữa. Con không có tiếng nữa. Để khoan ta đợi em xíu đi để em cho cột này xong đó. Đưa ra đi. Đúng rồi, bộ xong chúng tôi làm. Bây giờ đọc nè, để tôi làm, cô lên làm, tôi đọc tiếng gì cho nghe. Ờ, để chị nghe xong rồi. Chữ ba nghe là cái gì? Bây giờ nướng đó, nướng đó. Dạ. Còn chữ có chữ kiên nè, phải không? Chữ kiên là... Thôi cô giỏi tiếng Anh, coi đi. Fry là kiên, kiên là kiên. Không được, cái này ra chỉ đụng tới cái tỉ phai chỉ gì thôi, chỉ chiên đâu.
phải có mà mới sử dụng. Hay cho này phải không? Rồi đó cô Vũ Y có mua hiểm đấy. Tại mua rồi còn cái này không đem cho ai rồi nữa đó. Hơn nửa này hơn nửa kia cô. Dạ. 2 tuần đó. Đi vô đi đó. Dạ. Mỗi cái được có một cái nhau nhau cứ mỗi cái khác. Ừ. Ô, thằng nó bay chưa nào. Mười giờ quá. Rồi hả? Chứ đây 3 giờ mà. Dạ. 135. Con nghiệp một phút nữa. Dạ. Vậy ba buồn hôm đó mình muốn gì phút. Tại sao để cho ổng hiểu mà nhau vậy? Không phải tự ấy lên cái gì đâu rồi không? Không có cái này nói chuyện với con rồi. Không để cậu tên cho ông một cái. Một ngày là bấm cho ông 2 lần. Canh vậy. Nãy con nó mới sửa từ lúc thì gọi đó là con nó sửa tại vì cái máy thứ hai cái con chuột đó nó không nhảy. Nhưng mà cái máy có rất hay là 400 không? Cậu muốn tới hả? Xuống với 350 thôi, 400 thôi. Ha, liền thổi. Có cái máy là đủ nữa. Cho nó tốt, cũng đi coi chuyện ở trong phòng không á. Dạ. Trong nó lên được, nhưng mà con nó nói rồi, nó nói lời mới lên giỡn nhẹ, rồi nhẹ cái tay là được. Thì coi lên. Hai này thì con chuột, thì lấy cái tay là ứng là nó nhảy nè. Bắt cái chữ hả? Bắt cái chữ, nó chữ cái này, chữ chữ dây, chữ phút thôi. Cái này là... Ê, đây nào, để tôi làm cho. Này không có, con tìm thấy được cái nút con bấm để hạ nhiệt độ xuống là bắt đầu cho chạy được rồi. Không đốt. Nó vô này nè, em vô chữ này rồi. Để có cắt nè. Đúng rồi. Để cho nó còn 350 độ được rồi. Từ từ kỹ ra. Rồi, chạy, đúng rồi. Tại vì nhà mình quen phải không? Nhưng mà bấm chữ gì? Rồi thì còn 350 độ thì bấm. Rồi thì bấm chữ start. Dạ. Cái này chừng 10 phút cho này. 10 phút biết không? 10 phút không biết đâu, 10 phút được. 10 phút mà mình còn dở cỡ quay lên nữa. Nhưng mà cái kia là 350 F thôi chứ còn... Đó, đúng rồi đó. Rồi cái đó cũng được rồi. Thầy bấm còn... Ủa? Tôi tạc cái nó mắc hả? Đó thầy bấm sau 350F rồi xong thầy bấm 10 phút. Rồi cái thầy bắt đầu thì cho nó bấm start lên. Cho nó chạy. Cái điều này ăn sẽ khó khăn quá. Làm gì đi rồi? Không phải, tại vì nó mới biết sử dụng. Người nào có sử dụng cái lò này quen nó mới được. Nhiệt độ cao quá rồi. Ở trong nó chưa chết rồi, ngoài này khác. Rồi, bây giờ thì mình bấm cái trong cuốn rồi ha. Kệ đi. Không? Con bấm lên bấm nó kệ đi. Cái rồi nó đang quay đó, nó đang quay rồi. Ồ, mình nó biết xong rồi. Mới bấm cho chạy được. Để cho con. Nó nhiều khi giống như là nó phải động, nó phải động cho nó nóng cái lò đã rồi bắt đầu ăn thôi. Rồi dư bánh nữa này ha. Dư rồi dẹp. Sạn mình đó, cái đó sạn mình. Với cái đó xài cho cái gọi là cái người bệnh nằm chỗ. Ví dụ giờ cô nuôi bà cụ nào đi thì giờ không có thời giờ mà cái máy lớn sao rửa. Máy nhỏ xay cháo thì kia vậy đó là... Cái máy nó tiện lắm. 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 Cái máy n
Hồi đó cô Bích có hay xài cho bà cụ má bà thân cô Bích đó, sư cô đó. Bây giờ nó thiệt đâu, mình ở Mỹ mà nghe nó ở Việt Nam giờ cũng đủ hết trơn à. Giờ đã cũng sung sướng quá thời đại hiện đại này. Hồi đó nghĩ hồi xưa mà mỗi lần muốn ăn gì thì xem đi găm gạo, tẻ nước, rồi xay bột trần thân ha. Tôi nhớ hồi đó xay bột rồi mỗi lần xay bột mà gặp mà cái ngỗng cối nó bị mòn đó. Rồi nó tặc tới tặc văn tứ lung tung rồi phải đi kiếm cái cặp bằng rồi là cái gì đã làm ngỗng cối rồi trần ai phai cổ mỗi lần muốn ăn cái gì thôi mệt tới mòn. Mà hồi xưa tôi nhớ tôi làm bánh cam, bánh còng, bánh củ là số 1 đó. Mà bây giờ tự nhiên ám ảnh nếu hồi xưa mà thèm ăn rồi làm cực quá đó. Giờ muốn làm cho đó tôi làm bánh cam ngon lắm. À giờ thầy nhớ công thức không thầy? Thiếu gì công thức nhưng mà... À sao giờ tự nhiên nó quên. Hồi đó bánh cam, bánh còng, bánh thẩn, bánh bò mà để tre. Trời thôi tôi làm khổ nói nha. Bánh bò bánh thẩn mà nó làm nó vung lên mà nó lấy cây cây à, lấy cái cây mà chấm chấm miếng chanh á, chấm bao nhiêu khía là nó đỡ bao nhiêu cạnh vậy nè. Nhưng mà giờ này có nhớ công thức nữa thầy? Không nhớ. Bao nhiêu gì vậy? Bột bao nhiêu nước? Sao không nhớ lâu không nhớ hồi đó nhớ. Hồi đó bà nội nữ công gia chánh à. Bà dạy làm. Nhớ hồi đó làm bánh bò để tre rồi, để tre nó thiệt là để tre. Rồi bánh thửng, cái bánh mà tôi nói mà nó nở đó là bánh thửng. Mà tại sao hồi nhỏ làm được bây giờ quên không biết. Rồi đó bánh cam, bánh còng. Rồi tôi nói nhiều khi mua cái bánh cam mà nhúng đường á. Nó dở ơi là dở luôn mà hồi xưa làm đâu có vậy nó ngon. Hồi xưa mà trưa đó cái hai cái bánh cầm ta kẹp lại cô nhớ không? Rồi cái bánh cam ta nhúng đường rắc mè trong đi đậu xanh đó. Mà cái bánh cam nó khổ lắm nha. Ai mà nổ, ai mà nói láo quá chi nó nổ banh nhà lòng luôn. Mà nó nổ banh ta lông luôn á. Bánh cam á là chưa. Chưa. Đó nghe tí tí là nó báo giờ bắt đầu nó mới đề ba nóng. Đúng rồi để vô cái mắc cười lắm. Cái người nào mà chiên mà nó nổ rồi cái là phải dẹp phải ngưng à, chứ thôi nó nổ cái đã nổ nó nổ từ đầu tới đuôi nó nổ không mà không có cái nào mà nó không nổ, phải ngưng cái lò đó rồi phải rồi có nhiều khi á hốt nắm muối á là rải vô lò nó nổ bóp nổ trắng hết trơn vậy đó. À, mà không biết nó gì tâm sao mình không biết nha. Nó rõ ràng vậy đó. Nhà mà có khách mà muốn đuổi khách đó, mua lấy nó muốn quăng vô bếp khách trước lên như vậy. Phải không? Phải không? Có. Biết hả? Tự nhiên nó khách trên sao đúng lên như vậy. Nó chị đó. Có chị, em làm rồi không biết. Giờ có khách nào muốn đuổi thì ra cái bò hoài mà mình bận á, mình không có ấy được á. Cái làm sao à? Rồi sao? Còn cái người nào mà lạ mà nói những điều mà nó không tốt á, đầu năm á cũng làm vậy đó. Hốt năm gạo muối liền mà ngộ nghe. Cái người mà bà Tám mà nhiều chuyện rồi cái á, trồng cây dừa đó mà nó mới ra trái đầu tiên đó mà để cho họ rà họ rớ vô họ hái thôi là cây dừa cái chặt dục không có nói cái nào hết. Nó ra như là nó nổ hết trơn à. Nó nổ banh cái đít ra vậy nè cô. Cái đó thiệt á. Tôi nói mỗi lần trồng cây dừa là cái trái đầu tiên là nó giấu gần chết. Trái non phải đi hái là nhà mấy bà mà. Một là có con đông. Hai là mấy người mà trang nghiêm mà phúc hậu đó. Là cây dừa nó sai trái mà nó sao. Còn mà để mà mấy bà vô mà vỡ cái là tiêu bây giờ. Rồi.
Cái ổ gà cũng vậy đó, áp ổ gà mà gặp mà mấy bà mà quở cái nó thú nguyên ổ gà. Không bây giờ vậy nè, à cứ làm đi, còn như là tôi không, tôi còn tôi làm, rồi mấy cô hết làm tôi làm. Dạ được rồi, cứ ấy tôi chứ còn cứ làm đi. Gạo đó có mấy cô tôi không làm, không có mấy cô tôi làm lẹ lắm, thấy không, có mấy cô tôi làm hết, mấy cô vậy đó, giờ có mấy cô tôi ngồi tôi nói chuyện chơi vậy nè. Ừ. Chứ là làm nữa đâu có nói chuyện chơi được. Không có mấy cô tôi làm lẹ lắm. Nhưng bây giờ là tôi phải lo tôi chút xíu. Thứ nhất là mấy anh Thành làm mấy lạnh nó tùm lum, rồi bây giờ phải lên quét dọn. Chứ sau tối này mà dơ là tôi ngủ, cả đêm tôi ngủ không được. Bị bóng chung vô cái phòng tôi chung với mấy lạnh làm. Rồi xong rồi phải dịp dọn mà ngày mai được nghỉ ngày nữa. Vậy là cô Chi ngày mai làm cho bạn cô Chi ngày nữa ha. Bây giờ hai lá cẩm mà cô nấu cho ổng một son, một xôi lá cẩm cho tôi. Thôi chịu khó đi, già rồi vuốt vuốt ổng cho ổng ngọt như vậy đi. Chị đã vuốt cao đã thú hồn. Chị nói gì nè. Trời ơi anh Liêu. Mai em đi travel. Anh đi lấy cô đó nè. Cô đã thấy Giang ha. Hỏi anh yêu có nhớ thấy Giang ta nói gì không? Muốn con của lão phải kêu lão bằng cha. Còn dầu gì thầy á là thầy là thầy của em. Không ý nói chuyện thầy của em cho nên để làm có cô cáo mùa cái ông quạo. Bởi vì là phụ nữ cũng khổ và cũng sướng ha. Không, hãy vô trong kia và kêu cho có bánh. Hãy đại quý vị không sao đâu cụ. Hãy đại có bánh.